Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con len hoàn toàn mới. Nếu mà nói mới thì cũng không đúng, nhưng mà tại vì con len này là rất là hiếm ở Việt Nam và các bạn rất là khó mà có thể mua tại Việt Nam ở con len này. Thì nó có tên là Casinda, tiêu cự là 35mm, khẩu độ là f1.6 đây ha. Và nó sẽ có 4 ngàm cho Fujifilm, Sony, Canon USM và M43. Và đây là phiên bản đời thứ hai của nó, phiên bản Mark 2. Với phiên bản đời 2 như vậy thì cái hộp nó rất là đẹp. Nhiều khách hàng mua tại shop mình thì vô thấy cái hộp này nhìn ưng liền luôn á. Cái hộp của đời Mark 1 thì nhìn khá là xấu và cùi. Và con này là con đời 2 nha các bạn. Đây, bên trong của chúng ta thì chỉ có là con len thôi. Dành cho các bạn nào mà chưa biết về hãng Casinda này á, thì đây là một hãng tiền thân, hay còn gọi là chung một công ty với lại Mike, hay còn gọi là Mickey á. Đó. Con 35mm f1.7 của Mike gọi là một con huyền thoại luôn, tại vì giá nó rất là rẻ mà chất lượng thì cực kỳ ngon. Và đây là con Casinda này, đối thủ chung một nhà luôn, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ đánh bại được con Mike. Thì giá nó chỉ chênh lệch với con Mike 35 1.7, chỉ là khoảng 100 ngàn thôi. Thiết kế thì hai đứa thì chung một nhà, thiết kế thì nó cũng na ná nhau. Nhưng mà cái con này á, thì khẩu nó lớn hơn một chút xíu thôi. Con kia là 1.7 thì con này là 1.6. Và phi của hai đứa thì cũng y chang nhau, thì cũng là 49mm. Khẩu độ lớn nhất á, là f1.6 đến f22. Và nó cũng y chang như con Mike luôn. Khoảng cách lấy nét gần nhất á, là 30cm. Và tất nhiên á, thì con len này sẽ được làm bằng full kim loại nha các bạn. Đây mình gọi cho các bạn nghe thử nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắm lên body Fujifilm XS10 của bên mình để cho các bạn xem nó như thế nào. Thì mình thấy nó y chang như con Mike 35 1.7 thôi, cũng không có cái gì khác biệt cả. Nếu mà các bạn mà muốn có ý định mà mua một con len chụp đa dụng á, hay là chụp chân dung á, thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ rẻ và đáng tiền cho các bạn. Và mình cũng xin nói trước á, là bên mình là 7 artisan Việt Nam, mình sẽ để ở đây cho các bạn nhé. Nếu các bạn mà còn xem hình ảnh chụp từ con len này á, thì cứ vào link ở bên dưới, mình sẽ để ở dưới nhé. Mình có bán cả hai con len là Casinda này và con Mike 35 1.7 luôn. Nhưng con Mike thì nó đã ra mắt khoảng 4-5 năm rồi, khá là cũ. Còn con Casinda này á, thì nó là đời 2, nó mới vừa ra mắt được vài tháng thôi. Thì nếu mà chỉ trên lệ khoảng 100 ngàn á, thì mình nghĩ là nên lấy con này, nó sẽ ngon hơn ha. Rồi, nếu mà các bạn mà muốn xem ảnh chụp từ con len này hoặc là muốn mua thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình sẽ để bên dưới nhé. Rồi, xin chào các bạn.